Tết này nhớ về quê Bạc Liêu nha. Tới Bạc Liêu thì thường mọi người sẽ nghĩ tới món bún bò cay hoặc là món lẩu mắm. Ai hãy cùng review đi thưởng thức một món nổi bật không kém của Bạc Liêu. Cái lý do tại sao mà mình lại lựa chọn là mình bán cái món này hả chị Hằng? Tại chị thấy ở trên đây ít có ai bán món này á. Dạ. Món bán 10 năm. 10 năm hả chị? Cái món này cái điểm đặc biệt của nó là gì chị Hằng? Đặc biệt của nó là nước cốt dừa với lại bì á. Xíu mặn. Đặc biệt ở món này là món mặn mà sẽ ăn với lại nước cốt dừa. Tất cả các nguyên liệu từ nước cốt dừa hay xíu mại đều là do ở nhà làm. Bánh tằm thì nhìn trắng nõn nà, rất là hấp dẫn. Đây thì mình gọi một dĩa đầy đủ. Có bao gồm bánh tằm, bì, xíu mại. Cùng với đó sẽ là nước cốt dừa nè, đậu phộng rang, hành phi. Ăn kèm với lại rau thơm và dưa leo. Ăn thì mình sẽ chan nước mắm ngập lên bánh luôn. Hương vị của nước mắm và nước cốt dừa hòa quyện với nhau. Cái bánh tằm á, nó dữ dữ. Mềm mềm. Cái bì đó ăn rất là thơm. Đậu cũng là nhiều thịt. Và cái đặc biệt nhất là cái nước chấm có phối hợp với lại cái nước cốt dừa, nó bị béo béo mặn mặn, kết hợp rất là hòa quyện với nhau và nó đem một cái hương vị rất là đặc biệt, cộng thêm với lại những cái vị rau thơm á, khi mà ăn vô là một nổ ở trong cái miệng luôn, rất là nhiều hương vị. Hôm nay mình đã đi ăn đặc sản ở Bạc Liêu rồi, đây là một món ăn thật sự tuyệt vời. Các bạn ở đâu Tết này nhớ về quê ăn Tết với gia đình nha. Bye bye.